trưa chiều, vượt mọi gian khó bao điều, buồn vui bên nhau mãi tình yêu. Gia đình là nhà, là một nơi an yên mà lo lắng với nhà. Gia đình là mẹ, là mai là con là chúng ta. Dù một ngày bước trên con đường dài, được vẽ mơ ước tươi sáng tương lai, và một ngày sẽ quay lại đàn viên hạnh phúc thiêng liêng, cuộc sống yêu thương bình yên. Bác tính nhờ con cùng với bác khuyên Vũ quay trở về nước ngoài. Sau khi Vũ quay trở về nước ngoài thì tụi con có thể cùng nhau qua bển rồi định cư luôn. Tại vì cuộc sống ở đó sẽ rất tốt, và tốt cho cả tụi con, tốt cho cả con cái của tụi con sau này nữa. Con hiểu ý bác không? Bác nghĩ là con sẽ cùng bác đem đến những điều tốt đẹp nhất đến cho Vũ. Uống nước đi. Sao mặt mày nhăn nhó bí xị vậy? Đâu có gì đâu. Có chuyện gì đúng không? Bộ Tí với Vũ cãi nhau phải không? Đâu có, Tí Vũ hiểu nhau quá rồi, cãi gì nữa. Vậy chứ là chuyện gì? Chuyện mẹ của Vũ á. Cô Loan á hả? Ừ. Cô Loan nói gì hả? Thì cô Loan muốn là Vũ qua bên nước ngoài sống với cô. Nhưng mà như vậy sao được? Không lẽ bỏ Tí ở đây? Không, ý là cô muốn á, hai đứa đi qua nước ngoài sống, làm việc xong rồi định cư bên đó luôn. Rồi Tí tính làm sao? Thì tất nhiên là Tí không có muốn đi, tại vì ở đây còn có ba mẹ của Tí nữa. Với lại Tí thấy công việc ở đây quá là ổn định rồi, đâu có nhất thiết là phải đi nước ngoài đâu. Nhưng mà Tí có nói chuyện này cho thằng Vũ nghe chưa? Không có nói được, tại vì cô Loan á, cô có nhã ý là muốn nói chuyện riêng với Tí, thì Tí nói chuyện riêng lại với Vũ. Bây giờ mà Tí mà nói cho Vũ nghe cô Loan nói vậy á, chẳng khác nào là mách lẻo, đâu có làm vậy được. Tự nhiên cái kẹt ở thế giữa cũng khó quá ha. Thì đó, bởi vậy bây giờ Tí đang đau đầu nè, không có biết xử lý làm sao hết trơn á, cứ suy nghĩ hoài à. Bữa nay tụi con có mua nhiều đồ ăn cho ba lắm nè. Vậy hả? Cảm ơn con gái nha. Dạ, Phong ngồi chơi đi, để vô nấu cho. Ngồi đi. Con vô trong nha ba. Ừ. Dạ, con chào chú. Ủa, hai đứa không đi xe tới hả? Dạ, tụi con đi taxi qua chú. Đi taxi cho an toàn nha. Dạ. Dạ, anh xin phép chú cho con vô trong đó phụ Hân. Đi con. Ừ,
biết làm không đó. Trời ơi, bớt coi thường nhau đi thiệt. Mấy cái này không, nhưng mà dễ mà đúng không, cũng bỏ vô miệng ăn thôi, mình làm cái cho nhanh. Xong rồi. Trời ơi, vậy chứ hả, lúc đi du học ở bên đó ai nấu ăn? Thì mình đi ăn ngoài tiệm. Còn bữa nào mà mình chán ăn ngoài tiệm thì mình về nhà mình ăn. Đồ ăn nhà nhiều lắm nè, tôm nè, cua nè, bò, gà, đủ thứ hết. Ở bên đó ăn sang dữ vậy hả? Đúng rồi, mì tôm nè, mì bò, mì gà nè, mì gói á. Giỡn hoài. Ăn uống như vậy á, hỏi sao không bị đau bao tử? Chứ ăn uống làm sao cho đừng đau bao tử đây. Ở bên đó vừa phải đi học nè, vừa phải đi làm nè, còn không bằng được ai nữa. Cái thời gian á, ngủ còn không đủ. Lấy đâu mà ngồi đó mà nấu ăn xong ngồi ăn chiếm trễ, là không bao giờ có chuyện đó luôn. Một người mà mới qua đó bắt đầu lại từ đầu chắc là khó khăn lắm ha. Không phải khó bình thường đâu, vô cùng khó luôn á. Hèn gì, con bé Tí nó đâu có chịu đi. Bé Tí? Ừ, Vũ đưa bé Tí đến gặp cô Loan. Rồi cô Loan kêu á là bé Tí qua bên đó với Vũ, xong rồi học, rồi có gì kết hôn bên đó luôn. À, cô Loan có kêu Phong qua bên đó ở luôn không? Không, Phong đâu có ở chung với mẹ đâu. Vậy? Chắc là mẹ cũng biết là Phong không thích. Chỉ có thằng Vũ á là nó thích ở với mẹ thôi. Ừ, vậy thì tốt. Sao tốt vậy? Thì... Bộ sợ tôi đi luôn không về hay gì? Có đâu. Không có thiệt hả? Không. Ôi mặt. Thật ra đối với Phong á, đi xa là để quay trở về chứ không phải đi xa là để đi luôn đâu. Với lại ở đây còn có người mà Phong thương á, ngu gì mà đi luôn không về. Người đó là ai vậy? Đẹp không? Tò mò quá. Không biết người đó là ai luôn hả? Không. Thiệt? Ừ, sao tôi biết được? Ây da. Ôi, có bị sao cái gì? Ôi, đau quá, đau quá. Bị cái gì vậy? Đau không? Lo không? Lo không? Lo không? Lo không? Ai lo cho tôi vậy? Tôi là ai? Hân nè. Đúng rồi, Hân á. Mệt quá, giỡn hoài. Trời ơi, hai đứa này không lẽ đang yêu nhau hả? Tôi giận tôi thì đánh tôi đi, làm gì bẻ bẻ không rau à, giờ tội nghiệp nó đau á. Tôi tưởng mấy người qua bên đó du học là trưởng thành hơn, ai ngờ cứ cà rỡn. Mắc mớ là tôi phải trưởng thành. Mai mốt tôi lấy vợ, vợ tôi lo cho tôi, trưởng thành chi ta. Vậy thì mai mốt phải cho tôi đi làm, không có được bắt tôi ở nhà. Dạ. Tôi nói cái gì cũng phải nghe theo. Dạ. Tôi biểu cái gì cũng phải làm. Dạ. Ai nuốt lời là chó. Wow. Mệt quá à, biết ngay là lùa tôi mà. Nói giỡn thôi. Nói giỡn. Thiệt mà. Thiệt hứa chưa? Hứa. Rồi, uống trà đi con. Trà Long Tỉnh thượng hạng á. Dạ, con cảm ơn chú. Con gái của chú á, nấu ăn càng ngày càng ngon. Lớn rồi, nay mai cũng sẽ lấy chồng. Thời gian ở bên chú tính từng ngày rồi đó. Dạ chú yên tâm đi, con nghe má hai nói chắc như đinh đóng cột là mai mốt chỉ có bắt rể về nhà ở thôi, chứ không có gả Hân đi xa đâu. Chú không làm tròn trách nhiệm của một người cha, cho nên chú hy vọng con chú lấy được người chồng tốt, có cuộc hôn nhân hạnh phúc là chú yên tâm rồi. Chú đừng có lo, chắc chắn là Hân sẽ hạnh phúc mà, con bảo đảm. Ba ăn cam đi ba. Cảm ơn con. Hai người nói chuyện gì có vẻ vui quá vậy? Thì đang nói về con đó con gái. Nói về con?
cam hơi chua nha. Tại nói là mai mốt lỡ mà con lấy chồng, không biết có thu xếp mỗi tuần về đây nấu ăn cho ba không nữa. Ba khéo lo quá à. Con lúc nào cũng sẽ dành thời gian cho ba. Mai mốt á, con sẽ dẫn rể về nhà, không biết ba có chịu chứa không kìa. Dẫn rể là bắt rể luôn hả con? Vậy ba mừng còn không kịp nữa kìa. Vậy thì được rồi. À con gái, ba có mua một ít đồ cho mẹ, lát con nhớ mang về nha. Ờ à, nói là hai đứa mua chung thôi mẹ con không chịu nhận á. Con hiểu mà ba. Anh ăn trái cây nè. Nè, cho ăn thanh long đi, cam chua lắm đó. Thôi, ăn cho có vitamin C. Ngọt. Ngọt. Anh Phong, ngồi đi con. Mẹ về đây gặp ba Cường chưa? Mẹ gặp làm gì? Mẹ về đây là vì tụi con thôi mà. Dạ. Mẹ đang đợi câu trả lời của em kìa. Đi hay ở? Nói cho mẹ biết đi. Đúng rồi. Con quyết định sao rồi hả con? Con tính ở đây luôn. Tại vì bạn gái của con không chịu qua bển à? Ờ mẹ ơi, mẹ hiểu lầm ý con rồi đó. Cái chuyện này không có liên quan tới bé tí đâu. Con ở đây là tại vì cảm giác thân thuộc lắm. Ở đây có bá, có má hai, có mọi người nữa. Không mấy mẹ về đây, ở đây luôn với tụi con đi. Tiện hỏi thăm nhau, vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Hồi nãy anh của con cũng nói y chang vậy đó. Ủa vậy hả? Thì mẹ quyết định sao? Vũ, chắc là mẹ còn nhiều chuyện phải làm bên đó nên mẹ chưa quyết định được đâu. Đừng ép mẹ nữa. Thôi nếu đã vậy thì không mấy mẹ cứ đi về về đi. Xem như là mình đi du lịch, đi chơi cho thoải mái đầu óc à, đi được nhiều nước luôn. Rồi sau này mẹ lớn tuổi, mẹ về đây ở chung với tụi con luôn. Lúc đó con với bé tí cũng đến mua nhà, rồi con sẽ đón mẹ về, rồi con chăm sóc cho mẹ.
Nếu như tụi con đã quyết định như vậy rồi thì mẹ sẽ chiều theo ý tụi con. Miễn tụi con thấy vui là được rồi. Hạnh phúc thiêng liêng của xưa.